Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Operatorix 660/2024 ra mắt với 3 màu sắc mới đậm kích thích địa hình. Opera đã đặt cái tiêu chuẩn cao trong cái phân khúc mô tô phiêu lưu hạng trung. Cái việc ra mắt cái dòng Torres 660 vào năm 2021. Cái mẫu là Adventure Enduro đến từ Ý cùng với những chiếc như Yamaha Terre 700 vẫn là hai cái cỗ máy yêu thích của những cái tay đua mạo hiểm với một cái thiên hướng thích phiêu lưu. Đối với cái chiếc Torres 660 2024 không có nhiều thay đổi, chỉ bổ sung thêm những cái cách phối màu mới nổi bật hơn đến nguồn gốc lấy cảm hứng từ những cái dòng xe địa hình đến từ hãng xe Ý. Tổng cộng sẽ có 3 gam màu mới được giới thiệu, chính là gam màu đen, vàng cát và gam màu trắng xanh, đắt ca, podium. Nói về 3 màu sắc ý nghĩa mới trên cái dòng là Torres 660-2024. Cái gam màu đen Agent Iplex, cái gam màu vàng cát Canyon Stain được lấy cảm hứng từ cái địa hình gồ ghề, môi trường sống tự nhiên của cái chiếc xe này. Trong khi đó, cái gam màu trắng xanh, đắt ca, podium được hiểu như là việc bày tỏ cái lòng tôn kính đối với cái màn trình diễn cái thương hiệu nước Ý trong cái giải Dakar Rally vào năm 2010 của cái chiếc xe đua Opera ASV 405. Cái một vài chi tiết ở bậc khác cần được lưu ý với việc là Torres 660-2024 ở dùng cái khung màu đỏ trên cả ba cái gam màu mới. Điều này mang lại chiếc xe một cái diện mạo mạnh mẽ hơn, lấy cảm hứng từ cái đường đua. Cá nhân mình nghĩ nó trông cực kỳ đẹp với cái mẫu gam màu đen Iplex vì cái khung màu đỏ được hiện một cách nổi bật giữa cái thân xe màu đen. Tuy nhiên, ngoài cái cách phối màu mới, Opera không thay đổi gì về cái Torres 660-2024 và rất dễ hiểu tại sao. Vì Torres 660 ngay khi xuất hiện là một trong những cái chiếc ADB có khả năng hoạt động tốt trên thị trường. Điều này nó được chứng minh bằng việc nó về đích ở vị trí thứ 3 trong lịch trên sân Natalia Rally trong lần ra mắt quốc tế. Thử thách tiếp theo mà cái chiếc xe này phải đối mặt là cái sa mạc tại châu Phi. Về cái mặt hiệu suất, Opera Torres 660-2024 nó được trang bị cho mình cái động cơ là 2 xăng song song, chung tích là 659cc làm mát bằng cái lỏng, phun sinh tử, được trang bị cho mình trục kiểu là 270 độ. Nó mang lại cái sức mạnh và âm thanh giống như cái động cơ piston 90 độ, cho ra công suất là 80 lực, đi cùng một mang sáng cực đại là 70 Nm. Torres 660 mang đến một cái sức mạnh là vừa phải để chinh phục cái mọi loại địa hình. Để làm cho mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn, hãng Opera cũng đã mở rộng cái phạm vi phụ kiện chính hãng cho Torres 660-2024. Thương hiệu này đã giới thiệu cái bộ lọc không khí chuyên dụng dành cho cái điều kiện địa hình bụi bặm, đảm bảo được hiệu suất động cơ tối ưu và cái tuổi thọ cao cho chiếc xe dù đi địa hình nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.